mà tại sao nữ nói nhiều thế ta? Đấy là đặc điểm của giới, đúng không? Bởi vì nam là người ta nghĩ bằng não, người ta nghĩ bằng não, cho nên khi người ta nói ra nó là kết luận, cho nên nó ít nói. Còn nữ là nghĩ bằng mồm, tức là nó nghĩ tới đâu nói tới đó, mà nghĩ suốt ngày nên nó nói suốt ngày. Và bà đang nói tức là bà đang nghĩ chứ bà chưa kết luận. Thằng nào ngu thằng ấy nghe thằng ấy chết. Cho nên là đàn ông cũng sao đàn bà nó khó hiểu thế ta. Tại vì cứ lúc này là thế này, lúc này thế này. Hoàn toàn nữ không khó hiểu, mà tại đàn ông ngu không biết hiểu. Khó hiểu. Cho nên người ta nói thì kệ ta. Các cụ mới dạy là thế này. Cưới vợ thì cưới. Tại vì khi họ nói em đồng ý lấy anh, đó là lúc má mày đang nghĩ hay là kết luận? Nghĩ chụp ngay chứ không ai nghĩ khác. Phải cưới liền tay, đừng có đè phè. Chứ ngồi dạ thưa thầy là em dự kiến sang năm em cưới. Những thằng được nói câu đó là thằng quá ngây thơ, kể cả 50 tuổi. Ai cho phép mày là sang năm mày cưới? Mày đợi đó con ạ, 3 ngày là khác rồi. Hiểu chưa? Chứ người ta đâu có xấu bụng, người ta đâu có lừa người ta đâu. Nhưng mà đặc điểm nó giới nó thế. Tôi đang ngồi tôi làm việc, vợ tôi nói với đứa con gái lớn, em chỉ thích cái ghế màu xanh, cái ghế ngồi rửa chén bằng nhựa màu xanh ấy. Mà mấy thằng chồng mà nghe được cái đó sướng lắm. Tôi chả nói câu nào, lúc tôi làm về, để làm về tôi quẹo qua cái chỗ bán ghế, tôi mua cái ghế màu xanh. Người đàn ông thích chiều người phụ nữ lắm, đấy là nhu cầu đàn ông. Về tặng vợ, đấy, tôi nghĩ là chắc hắn khoái lắm, bởi vì thích ghế màu xanh. Thế mà tôi tặng mà cái mặt như mẹ vẫn phẳng lì như tít bom. Thế mẹ. Đến tối ăn cơm xong, bắt đầu mẹ vác cái ghế rút ra khỏi cái bình đi đâu. Cái ghế màu này mà anh cũng mua. Tôi bảo ủa sáng em thích màu xanh mà. Ờ, à, đấy là nói thế thôi. Ờ. Mẹ nhíu cái con khùng. Mẹ nói là thích cái ghế màu xanh là mẹ đang nghĩ hay mẹ kết luận? Mẹ đang nghĩ thôi, em bảo mày tin. Tiến sĩ mà ngu như mỏ.